Vinashop 1855 855 5888 1855 855 5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. VinaShopTV.com 1855-855-5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế VinaShop. 1855 855 5888. Công ty Dược thảo Cảnh Thiên, duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714 775 1069 hay 855 775 1069. Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, điện thoại 1888 880 8345. Xbox, ngôi chợ á châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý vị. Chào anh Phạm Cơ. Rồi, yeah. à, chào anh Vũ Kiểm và Phạm Cơ xin chào quý vị khán thính giả của Việt TV Radio Network. Lâu quá mới gặp lại anh Vũ Kiểm. Houston có gì lạ không anh? Được không? Từ nghe anh đi mọi người đều nhớ nhưng yeah. dạ, chỉ có một anh. đó là điều lạ thôi. Thì cũng giống như mọi anh em làm việc thì cũng phải có ngày nghỉ đúng không? Dạ, dạ vâng, anh có, lại. không cần phải biện minh Yeah, việc đó là nó còn đó yeah. Thôi anh đừng làm tôi bối rối Mới trở lại <laughs> trong ca đầu tiên của tuần này Sẽ có nhiều sơ suất bây giờ Cảm ơn anh Cơ và quý khán giả đã quan tâm Thưa quý vị các tin chính trong Chào Bình Minh sáng ngày thứ hai Ngày mùng 1 tháng 8 của Việt TV Radio gồm có Tổng thống Putin tuyên bố Hoa Kỳ chính là mối đe dọa của Hải quân Nga Đúng ngày thành lập Hải quân Liên bang Nga ngày 31 tháng 7 trong khi đó, tin cho biết là Ukraine xuất lại ngũ cốc và chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine đã rời cảng Odessa vào sáng thứ hai hôm nay. Mykolaiv ở Ukraine bị pháo kích dữ dội khi Tổng thống Putin đe dọa phản ứng tốc độ cực nhanh. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine ông Zelensky ra lệnh di tản bắt buộc người dân phải rời khỏi vùng Donetsk. Bộ chỉ huy hạm đội hắc hải của Nga bị một phi cơ drone tấn công, 5 người bị thương, ít nhất. Trên 100 người thuộc phe của giáo sĩ Sader ở Iraq đã chiếm trụ sở quốc hội của Iraq, Nam Lì, yêu cầu thay đổi thủ tướng. Trong khi đó, nước Đức tranh luận nên hay không nên đóng cửa ba nhà máy điện nguyên tử cuối cùng theo đúng kế hoạch dự trù vào cuối năm nay. Nhật báo sao China Morning Post ở Hồng Kông có bài xã luận nêu ý kiến về chuyến đi Đài Loan của bà Pelosi, chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Được biết bà đã tới Singapore ngày hôm nay. Trong khi đó thì có những tin tức mới nhất liên quan tới chuyến công du này của bà Pelosi. Tổng thống Biden lại một lần nữa bị dương tính với COVID sau 3 ngày bị một lần trước thử nghiệm âm tính. Về thiên tai tại nước Mỹ, cháy rừng ở California, lũ lụt hoành hành tại Kentucky, nhiều người chết chiếc kiến đeo mách thông minh làm cho người điếc đọc được tiếng nói và tại sao đánh răng lại là một trong những bí quyết để chúng ta có thể sống lâu sống thọ liên quan tới tin Việt Nam Sài Gòn và Hà Nội có nhiều cá nhân được biết là thu nhập khủng từ Google Facebook hoặc là YouTube Tây Ban Nha không chấp nhận chiếu khán passport mẫu mới không ghi nơi sinh của Việt Nam Trường Đại học Kinh tế ở Hà Nội thay đổi kiểu áo tốt nghiệp khi mà ra trường. Sau đây chúng tôi xin đi vào chi tiết. Đúng ngày thành lập Hải quân Liên bang Nga thì Nga đã cáo buộc là Ukraine tấn công sở chỉ huy của hạm đội Biển Đen ở khu vực Sevastopol trên bán đảo Crimea và cho rằng Hoa Kỳ đã rượt dây trong vụ này. Anh cơ có thêm tin chi tiết. À, dạ vâng, à, thưa quý vị, Crimea à, là khu vực mà trước kia người Nga đã thuê à, của Ukraine. Cho tới năm 2014, à, khi mà bầu cử tổng thống xong, à, Ukraine nghiêng về châu Âu, người Nga trợ mặt lấy luôn à, cái khu vực bản đạo đây và... À, nói rằng dân chúng ở đó đã đồng ý để trở về với nước Nga bởi vì đa số dân ở đây nói tiếng Nga và đó là một cái uh, vùng mà ngày xưa năm 1953 ông uh, uh, Stalin uh, đã trao cái vùng này từ đất Nga uh, cắt đi và giao cho uh, Ukraine và giờ đây họ lấy lại đó là điều đương nhiên thế thì uh, cái uh, vụ này xảy ra Uh, sau khi một cái chiếc mà theo cái vị uh, drone nhỏ và đã tấn công vào cái uh, cái vùng này ở sevastopol tức là cái đài bản doanh của bộ tư lệnh uh, hàm đội hắc hại của người nga uh, bộ tư lệnh này uh, người nga ngày nay không nhắc đến một cái chuyện hết sức là mất mặt của họ là chiếc hàng uh, chiếc tuần dương hàm Uh, của họ đã bị uh, quân của Ukraine bắn chim ở ngoài khơi của Sevastopol nhưng mà họ không nhắc đến và ông Putin trong cái ngày lễ kêu là ngày thành lập hải quân của Nga uh, đã lên tiếng ca ngợi rằng đây là một cái uh, nước ở uh, một cái hàm đội hết sức là lớn và uh, hùng mạnh và ông cũng uh, nhắc đến uh, không có nhắc đến chuyện Crimea ở chuyện Ukraine uh, trong cái chuyện này nhưng mà đó là những điều mà ông Thẳng thẳng và thẳng thừng nói rằng là Mỹ bây giờ đây à, cũng là kẻ thù của Nga. Cũng giống như người người Tây Phương đã nói rằng Nga và Trung Cộng là hai cái nước mà hiện nay cũng gần như là kẻ thù của Tây Phương. À, tiếp lời anh Phạm Cơ, trước <laughs> xoáy họa mà anh Phạm Cơ nhắc đó là trước Mosca, Dạ, yeah, Moskva. Đó Moscow. là cái, đúng đó rồi. Cho dòng người Việt Nam đọc là <laughs> Moskva. Cái tổn thất yeah. nặng nề nhất cho hạm đội biển đen của lực lượng hải quân liên bang của Nga. Dĩ nhiên thì phía Ukraine đã lên tiếng phủ nhận cái cáo buộc của Nga là và đánh giá cái đó là một cái hành động khiêu khích của bên phía tổng thống Putin mà thôi. Trong khi đó thì chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc nông sản của Ukraine đã rời cảng Odessa vào sáng ngày hôm nay. Như vậy thì có thể giúp được cho thế giới cung cấp được một số lượng ít nhất là gỡ được cái bế tắc hiện tại về cái chuỗi cung ứng thực phẩm và ngũ cốc cho một số các quốc gia khác. Dạ vâng, tôi cho rằng cái chuỗi cung ứng toàn cầu về vấn đề nông sản của thế giới mà được đi qua là cái biệt hắc hại để mà có thể tiếp tế nhiều hơn cho thế giới chỉ là vấn đề ngoài mặt. Vấn đề chính mà tôi cho rằng đôi bên đang cổ tình nhắc đến phía người Nga và phía Tây Phương nhắc đến là vì sao? mọi việc đều có thể thương thuyết và họ muốn người nga và tây phương cũng như người ukraine thương thuyết nhưng phía ukraine chắc chắn là không chịu bởi vì sao họ còn mất đất quá nhiều và họ không muốn thương thuyết trong tình trạng ai ở đâu ở đó là chấp nhận chịu mất đất người nga thì trong tình trạng kiệt quệ về vũ khí cũng như về nhân lực rất muốn thương thuyết cho nên họ mới để cho Uh, người Ukraine được quyền chợ nông sản đi theo lệnh của quốc tế để nhấn mạnh rằng một cái hiệp ước thương thuyết có thể đạt được nếu như mọi người muốn và đó là ý kiến của người nga, của người mỹ, của uh, thế giới và của cả liên hiệp quốc nữa chỉ còn người Ukraine không chịu mà thôi và người Ukraine không chịu đến ngày nào, đến khi nào thì chúng ta hãy chờ xem. Yeah. Um, đúng như anh cơ vừa mới phân tích cái vấn đề chiếc tàu đầu tiên chở ngũ cốc đó theo như là chính quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phụ trách về hạ tầng cơ sở của Ukraine cho biết là chỉ chở có vỏn vẹn 26.000 tấn bắp mà thôi. Cái số lượng nó quá nhỏ nhưng cái điều người ta muốn nói tới đó là trở lại với lại quá khứ từ tuần trước tức là hạ tuần tháng 7 ngày 22. Đại diện của phía Ukraine, của Nga, của Thổ Nhĩ Kỳ và qua Liên Hợp Quốc đã ký một cái thỏa thuận để bảo đảm cho phía Ukraine nối lại xuất khẩu ngũ cốc dưới sự giám sát của quốc tế. Ngược lại thì cũng có một cái thỏa thuận tương tự cho phép phía Nga xuất cả những sản phẩm nông nghiệp và phân bón cũng được đã ký. Và hai cái thỏa thuận này qua sự dàn xếp của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc thứ nhất là để chặn cái nguy cơ khủng hoảng lương thực của thế giới. Tới nay thì tương đối cái thỏa thuận này được biết là nó thiết thực nhất hơn là những cái vấn đề đàm phán và đổi đất hoặc là ngừng chiến đối với lại giữa hai bên Nga và Ukraine. Tiếp tục đó là tin thành phố Mykolaiv ở Ukraine bị oanh tạc pháo kích dữ dội khi mà Tổng thống Putin lên tiếng đe dọa sẽ có một cái phản ứng với tốc độ được cho là cực nhanh đối với lại sự bất kỳ một cái sự can thiệp nào. Mày cơ. Dạ vâng. À, uh, Mykolaiv tức là một cái khu vực thành phố lớn uh, nằm ở phía cái cửa sông ở cái cửa sông này chảy từ sông trên thủ đô kiev à, đi dọc xuống và chia đôi nước ukraine ra và đi dọc theo một khúc và khi đến gần à, khu vực mà người ta gọi là kherson À, thì nó nằm ở đó, à, ở đó ở trong cái phía mà bên vực khu vực Kherson, Mykolaiv xéo lên trên một chút và Mykolaiv cũng gần như là cái cửa biển chính à, của cảng Odessa. À, cảng Odessa thì nằm ngoài bờ biển, nhưng mà Mykolaiv phải có dòng sông giật vào và đi sâu hơn một chút và Mykolaiv là một cái nơi hết sức là thịnh vượng. À, đó là cái vùng mà người Ukraine họ đang dư và họ nhất quyết dùng cái vùng đó là một địa điểm để tấn công và lấy lại Kursan ở vùng thứ hai là họ muốn lấy lại Kursan nữa là một vùng gọi là Zaporiki vùng này thì đi sâu vào con sông uh, con sông mà đi uh, Dnieper đó con sông đó đi lên và đến ngay Zaporiki thì nó đổi hướng và nó đi thẳng lên Kiev con sông đó cũng là con sông nằm trong địa phận của Kursan và ở ngang Yapokeri thì nó rẽ lên và cái chỗ đó có một thành phố nhỏ và quân của Ukraine đang tập trung ở nơi này để có thể đi xuống và lấy lại uh, Yaporiki cũng như lấy lại Melitopol là một cái thành phố ở một cái nguyên một cái khu vực một cái tỉnh nằm sát cạnh tỉnh Kherson đó là hai nơi mà bây giờ đây người Ukraine đang hiến tới và họ nhắm vào việc tập trung và lấy lại cái khu vực này trước khi các cuộc thương thuyết có thể xảy ra bởi vì chúng ta càng thấy rằng thế giới họ sửa soạn và họ chuẩn bị mọi thứ chuyện và thúc đẩy người Ukraine phải thương thuyết tuy rằng họ không có nói ra nhưng mà họ đưa những cái chứng minh nói rằng việc gì cũng có thể thương thuyết được anh đòi đất nhưng mà cũng có thể thương thuyết được chúng tôi sẽ làm một cái gì đó và đó là cái lý do khiến cho ông Zelensky hết sức là lo ngại trong cái tình hình hiện nay và cái chiến thuật của Ukraine bây giờ là làm sao để lấy lại được vùng ở uh, vùng Kherson và vùng Melitopol trước khi uh, mọi việc nó ép buộc mình đứng ra và chịu thua người Nga. Thú vị về tình hình chiến sự ở tại miền đông Donbas, đặc biệt là ở tại tỉnh Donetsk thì chiến sự vẫn tiếp tục dữ dội trong những ngày vừa qua và quân Nga gần như là hàng ngày tấn công vào các vùng dân cư mà do họ đang kiểm soát hiện tại. Tối ngày hôm qua 30 tháng 7, 30 tháng 7, tổng thống Ukraine ông Zelensky đã ra lệnh toàn bộ cư dân ở tỉnh Donetsk phải di tản khẩn cấp và theo ước tính của chính quyền Ukraine được biết là tại khu vực này ít nhất 200.000 thường dân, trong đó có 52.000 trẻ em vẫn còn trú lại ở tại vùng Donetsk. À, dạ vâng, vùng Donetsk à, là cái vùng sát Luhansk À, đó là hai cái vùng Donetsk và Luhansk mà người nga à, đã tổ chức thành ra hai quốc gia ly khai gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Nhưng mà hai quốc gia này đã tình nguyện gia nhập nước nga rồi và tuy vậy hai quốc gia này trên lý thuyết là họ ở cả hai vùng nhưng mà thực tế người nga đã chiếm được toàn bộ vùng Luhansk à, chỉ có vùng Donetsk một nửa họ chỉ chiếm được một nửa dưới và nửa dưới đó có thành phố Uh, Mariupol là nơi mà họ đã vất vả lắm mới lấy lại được toàn bộ thành phố này và người Ukraine quyết định giữ nửa phần còn lại của Donetsk nhưng mà họ không thể giữ nổi được cái sức tấn công quá sức mạnh liệt của người Nga và bây giờ đây họ phải thi hành một chính sách mới đó là giữ dân và không để tổn thức nhân mạng trước khi cuộc thương thuyết bắt đầu do đó họ ra lệnh toàn bộ dân dụng ở trong cái vùng tranh chấp này phải rút lui bởi vì càng ở thì càng bị đại pháo của người nga nhắm tới và người nga bây giờ ở đây họ không còn những cái uh, đại pháo tối tân mà họ mới làm sau này bây giờ họ bắt đầu dỡ kho vũ khí cũ của ra bởi vì kho vũ khí của họ quá sức cụ đến nỗi họ không thể bán được cho ai. Nhưng mà họ làm ra và họ đang giữ. Và vì vậy các bạn tin đều nói rằng họ đang sai những cái vũ khí này. Và kho này thì phải nói rằng nhiều lắm. Cho nên đừng có hy vọng rằng người Nga hết đạn. Người Nga vẫn còn đạn rất nhiều. Chỉ có một điều đạn này đã làm ra quá cụ rồi. Cho nên không bán được cho nước nào. Và bây giờ họ buộc phải đem xài. Và họ đem xài với một cái hỏa lực hết sức là hùng hậu. Khiến cho người ta sợ. Và thứ hai hai nữa là họa lực này nó sai rất là nhiều bởi vì cái trình độ làm khí giới thời bây giờ còn kém do đó nó có thể bắn một nơi a à, nhưng mà chúng thành nơi a1 a2 hoặc là a phẩy cho nên khi nó bắn vào trong chỗ uh, uh, Mykolaev nó đã giết chết rất là nhiều người tại khu vực này uh, chỉ vì bây giờ họ không có chính xác như là những cái đại pháo mà hiện nay quân Ukraine đang xài của Tây Phương là với hệ thống GPS và mọi thứ chuyện bây giờ họ bắn rất là chính xác đâu ra trong đó nhưng mà người Nga bây giờ hết đàn chính xác họ bắt đầu xài đạn đến nỗi rằng họ xài cả những cái S300 là đạn phòng không cũng đem ra xài nữa thành ra phải nói rằng rất là lạ lùng chiến cuộc tại Ukraine nó vừa có một cái giai đoạn kỳ gì mà lời thế vẫn ở những kẻ ở nhiều khí giới nhiều đàn dược như là người nga cũng dễ hiểu thôi anh cơ và thưa quý vị thứ nhất đó là đó là cái số vũ khí đã lỗi thời yeah. như anh nói nó thiếu cái chính xác không có cái tọa độ GPS như là tối tân hiện tại thứ nhất là để giải quyết những cái kho vũ khí sau đó, sau cái đợt này thì họ mới chế những cái loại vũ khí tối tân Mà lúc đó thì lúc đó lại đã đi sau Hoa Kỳ và các nước văn minh tới khoảng 10-15 năm rồi Thành thử ra đó cũng là một trong những cái thất thế của bên phía quân đội của nước Nga Nhưng mà như họ vậy. vẫn ở cái lời thế là đàn trước, đàn cũ, đàn mới cũng đều là đàn cả Man, yeah. Thì cũng là vũ khí thôi Dạ yeah, vâng yeah. Còn cái vụ mà một chiếc drone tấn công Bộ Chỉ huy Hạm đội Hắc Hải của Nga uh, mang theo bom mà ít nhất 6, 5 cho tới 6 người đã bị thương. Bên phía Nga cho rằng họ đang điều tra và cái drone này có thể là do Hoa Kỳ cung cấp. vậy à, Người Nga rồi có những bản tiếng khác thì nói rằng cái drone này là cái drone tự chế uh, của một cái người dân nào đó ở trong vùng Cai bởi vì nó rất là gần và cái nó đơn sơ. Đơn sơ đến nỗi nó cũng thể bay từ xa được và nó đơn sơ. Cho nên người ta nghĩ rằng là cái drone này là do dân trong vùng. Họ từ chế và bởi vì họ từ chế cho nên họ rất cẩn thận, không để lại dấu vết gì để có thể biết được ai là người phóng cái drone đó. Và chính phủ của Ukraine cũng không xác nhận đó là cái vũ khí của họ. Họ chỉ loan được tin như vậy mà thôi. Và những cái người này có thể họ ở ngay trong cái vùng, ở vùng mà Crimea cho nên họ biết đích xác rằng người nga đang kỷ niệm hải quân à, và ngày kỷ niệm hải quân cho nên họ mới tấn công uh, vào cái ngày đó và chính phủ Ukraine thì không nói gì cho nên mọi việc điều tra tiến hành nhưng mà drone nó phá hủy rất là nhẹ nhàng à, chỉ có năm sáu người bị thương mà thôi nhưng mà điều quan trọng là nó bắn đúng ngay bộ tư lệnh của hải quân nga ở hàm đội hắc hải ở, ở Sevastopol À, liên quan tới cái vấn đề khủng hoảng năng lượng, đặc biệt là tại nước Đức và Âu Châu trước cái mối lo ngại ngày càng gia tăng khi mà Nga tắt những cái đường ống dẫn khí đốt, thì tại Đức đã nảy ra một cái cuộc tranh luận là nên hay không nên đóng cửa ba nhà máy điện nguyên tử cuối cùng còn lại dự trù theo kế hoạch là sẽ đóng cửa vào cuối năm nay. Trong trường hợp đó, nếu mà đóng cửa vĩnh viễn, Nga cắt khí đốt thì xoay sở làm sao? Dạ vâng người Đức họ đã có kế hoạch chứ không phải là không có bởi vì tất cả những nhà máy điện nguyên tử đây được đóng vào cuối năm nay ba nhà máy còn lại đóng vào cuối năm nay là những cái chương trình mà họ đã có từ cái thời uh, Fukushima uh, ai cũng nhớ rằng là trước kia uh, có một trận động đất tại Fukushima xong trận động đất là nước Nhật ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà máy điện nguyên tử trên đất Nhật không để nhà máy nào hết bởi vì họ rất là sợ những cái vụ sẽ xảy ra tương tự như vụ fukushima nhưng chỉ trong vòng nửa tháng thôi hoặc là một tháng họ cảm thấy rằng bất lợi và không thể làm được cho nên họ phải ra lệnh mở lại các nhà máy điện nguyên tử và họ nghĩ rằng nguyên tử nếu kiểm soát kỹ lưỡng hơn thì có thể không có tai nạn do đó thì họ yên lòng với cái chủ trương mới của họ là vẫn duy trì những nhà máy điện nguyên tử châu âu thì khác à, châu âu họ cũng neo gương Nhật Bản và do đó từ từ khi đó họ đưa ra cái dự án đóng cửa lần lần các nhà máy điện nguyên tử và thấy vào năng lượng nguyên tử là những năng lượng về than đá hoặc là mặt điện mặt trời nhưng gần đây chính phủ mới của người Đức là một chính phủ có sự cộng tác của đảng xanh green đảng xanh là cái đảng chủ trương rằng là không có xài những năng lượng nguy hiểm và họ xài những năng lượng tái tạo những năng lượng như điện mặt trời điện gió vân vân à, do đó họ quyết giữ cái ý định là đóng cửa ba nhà máy cuối cùng nhà máy điện nguyên tử nhưng hiện tại thì có chiến tranh Ukraine khi người ta dự định đóng cửa nhà máy điện nguyên tử người ta không nghĩ tới chuyện tranh Ukraine bây giờ chiến tranh Ukraine người nga cắt khí đốt và dọa à, đủ thứ chuyện hết khiến cho những nhà máy điện mà chạy bằng khí đốt không hoạt động được bởi vì thiếu khí đốt và người ta đang giữ khí đốt lại để đốt vào mùa đông sắp tới và do đó họ đang nghiên cứu lại nhà máy điện nguyên tử nói trên nhưng họ nói rằng là họ đã có biện pháp biện pháp đó là gì là thay thế than bằng nguyên tử và họ đang cho mở cửa trở lại những mè máy điện thang là trước kia người ta không xài là vì nó là một năng lượng dơ, à, thang người ta không xài nữa nhưng giờ đây thì vì chiến tranh Ukraine người ta đã nghĩ tới chuyện đó và họ đang làm chuyện đó và đảng xanh hiện nay đang phản đối bởi vì đảng xanh là một trong những đảng liên hiệp của chính phủ ông Sơn hiện nay và việc họ phản ứng nhưng mà có thể họ chỉ nói nhiều để mà giữ danh dự mà thôi nhưng mà hiền tin đất nước và hiền tin thế giới không cho phép họ làm như vậy cùng tác biến cái điều đó là một cái quyết định tương đối là để giải quyết trong tầm ngắn hạn từ xưa tới nay đã ngay cả chính quyền của biden hoặc là rất nhiều những chính quyền của các nước văn minh tây tiến khác đều không muốn sử dụng những cái năng lượng hóa thạch yeah. đặc biệt là than đá nó thải ra thán khí và ô nhiễm môi trường vô cùng là trầm trọng nhưng bây giờ hết đường binh rồi thì phải làm sao bắt buộc là phải sử dụng lại trong tạm thời liên quan tới cái chuyến công du châu á của bà chủ tịch hoa kỳ bà nancy pelosi không xác nhận đến đài loan hay không văn phòng của bà chủ tịch hạ viện mỹ đưa ra cái thông báo chính thức bắt đầu lên đường đi công du châu á trong đó sẽ ghé singapore ghé mã lai á ghé nam hàn và nhật bản đó là các đích đến của bà nhưng không cho biết có tới đài loan hay không dĩ nhiên là cái phản ứng mạnh là bên phía trung cộng nhưng đối với lại chính quyền của Đài Loan nếu bà không ghé thì chắc chắn cũng sẽ có một cái sự xích mẻ về cái vấn đề cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và những cái lời cam kết và hứa hẹn. Trong khi đó thì tờ Nhật báo South China Morning Post, một nhật báo nổi tiếng ở Hồng Kông cũng đã đăng một cái bài xã luận nêu ý kiến về cái chủ đề này. Mời anh Cơ. Vâng, tờ báo South Morning Post là cái tờ báo đã có trên trăm năm tại Hồng Kông. À, báo này nói rằng là Bà Pelosi không có biết có đến Đài Loan hay không. Mà chủ nhà không ai nhắc tới hết. Chủ nhà không mời thì tại sao người ta tới? Và tại sao chủ nhà không mời mà chủ nhà cứ ấm mở Và để cho Thủ tướng nói mà thôi, Tổng thống Đài Loan không nói gì về một vấn đề uh, liên quan uh, tới chính phủ Mỹ về vấn đề bà Pelosi. Uh, họ cho rằng đó là một thái độ hèn nhạt nhục nhạc của bà Thái Anh Văn. À, bởi vì sao bởi vì chính phủ phải có uh, những cái gì chính đáng và không có phải sợ người Trung Hoa Cộng sản đến một cái mức mà uh, để dành những cái quyết định đó dành cho chính phủ Hoa Kỳ chứ không phải rằng là chính phủ Đài Loan à, về việc tiếp bà Pelosi hay không Tại vì sao người ta muốn rằng là muốn tiếp bà thì phải tiếp một cách đứng đắn theo cái kiểu thủ tục quốc tế chứ không thể rằng bà này đột nhiên hư máy bay rồi ghé vào đạp xuống hoặc là tin tình cờ có chuyện gì đó đưa vào ghé xuống để lấy nguyên tắc là có thăm Đài Loan nhưng mà thực tế là bởi vì Trung Hoa Cộng sản chửi và đe dọa này nọ kia khác khiến cho họ sợ họ không dám làm và như vậy thì bà Thái Anh Văn đã cư xử như là một tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ điều đó là điều không nên và họ chê bai bà anh văn trong cái việc này. Thế thì cái việc này đã diễn ra và chính phủ Mỹ có vẻ như cục lực uh, thương lượng được với chính phủ Trung Hoa Cộng sản. Dĩ nhiên người ta không nói là thương lượng được, nhưng mà chúng tôi đoán rằng đã có thương lượng được cho nên sẽ để bà Pelosi đi một chuyến ghé thăm Đài Loan một cách bất ngờ mà thôi thì họ sẽ không có danh chính vô thuận và chính vì cái sự bất ngờ đó họ vẫn ghé Đài Loan uh, vẫn xóa dịu được cái uh, nội cấm phận của dân chúng Đài Loan về cái vấn đề bị nó sợ Trung Cộng đến một cái bức như vậy uh, nhưng mà mọi việc thì uh, cũng làm thỏa lòng Trung Cộng và Trung Cộng cũng thỏa được cái lòng uh, gọi là cái ước vọng thống nhất Đài Loan cũng như rằng là cái mà họ từ cho rằng họ bây giờ đang nắm vào toàn cầu và người ta phải khuất phục họ. Đó là những gì mà chính phủ Mỹ, à, để coi thử là ông Biden làm cái chuyện gì với chính phủ Mỹ, làm như thế nào đối với việc này thì người ta sẽ biết được là thế lực của Mỹ ra sao và Mỹ sở trung cộng như thế nào qua vụ bà Pelosi. Ừ, giữa Mỹ và Trung Cộng còn rất nhiều những cái hồ sơ, cần phải giải quyết trong đó có cái vấn đề mậu dịch và thị trường. trong khi đó đó thì cái hành xử và cái thái độ của bà tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan dĩ nhiên là Hoa Kỳ dàn xếp đằng sau. tại vì trước đây anh cơ nhớ từ tháng trước hai cái nghị quyết và hai cái thông báo Hoa Kỳ bảo đảm cam kết hỗ trợ cho Đài Loan thứ nhất là cái lực lượng về koska và thứ hai nhắc lại là cái điểm m phòng thủ hỗ tương đã ký kết từ năm 1972 cho tới nay vẫn không có coi như là bất di bất dịch thì đó là hai điều cam kết. Nhưng mà dù muốn dù không, hành động và thái độ của bà tổng thống Thái Anh Văn nó làm mất đi cái chính thể của bài. Mặc dù là bài phải nghe lời nói thẳng ra là theo một số các nhà phân tích, quan thầy Mỹ bắt buộc bài ép bài phải làm như vậy để cho như là hạ nhiệt cái tam giác mà đang có những cái khủng hoảng giữa Đài Loan. Trung Cộng và Hoa Kỳ. Người Mỹ bây giờ họ mất đi cái tư thế của họ thời mạnh dạn như thời Nixon gặp Mao Trạch Đông. À, thời ông Nixon, tổng thống Hoa Kỳ gặp Mao Trạch Đông, hai bên đã ký một cái bản gọi là giao ước thường hại. Và trong bản giao ước thường Hải có một câu ghi rất rõ, những người dân ở hai bên eo biệt Đài Loan, tức là dân Trung Cộng và dân Đài Loan đều thừa nhận rằng chỉ có một nước Trung Hoa duy nhất và Đài Loan là một bộ phận của Trung Hoa. Hoa Kỳ không cưỡng lại luồng điều đó Tức là Hoa Kỳ đi nước đôi Không cưỡng lại luồng điều đó Hay là ai nói sao cũng được Nhưng bây giờ Hoa Kỳ cưỡng lại luồng điều đó Và Hoa Kỳ à, có vẻ nghiêng về phía Trung Cộng Và sợ Trung Cộng nhiều hơn là sợ Đài Loan Với tin Tổng thống Biden Lại bị dương tính với lại Covid Chỉ sau 3 ngày Lần trước Tổng thống đã bị Và thử nghiệm lại âm tính Có cái gì gọi là khó hiểu trong vụ này không thưa anh cơ Thưa anh không có gì khó hiểu hết là bởi Đi vì à. uh, lý do rằng là nó là cái tiến trình như vậy và bệnh tật thì nó diễn ra không có quy hoạch mà nó không có theo cái quy ước nào nó phải như thế phải như kia. Mỗi một con người là một bộ phận của tạo hóa, mỗi một con người có những cái bộ phận trong đó. Tuy rằng đại thể là giống nhau nhưng mà từ cái cách ăn uống, cách cư xử, cách uh, suy nghĩ tâm lý nó làm cho mỗi người mỗi thay đổi và do đó mỗi người mỗi khác. À, cái việc mà dương tính rồi âm tính trong 3 ngày rồi trở lại dương tính là một chuyện xảy ra nhiều lần với nhiều người nhưng mà người ta không nhắc đến làm chỉ vì người bị đó không phải là ông Biden à, giờ đây người ta nhắc đến ông Biden là người ta nhắc đến một chuyện công cụ đã xảy ra ở trong lịch sử của Covid-19. À, và những cái người đó đa số là những người uống Paxlovid, tức là uống một viên thuốc trừ Covid-19 của hãng Pfizer và họ nhận thấy rằng những người uống này nó có vẻ như rằng là nó về sau nó dễ bị lại covid 19 hơn là không uống đó đó là một điều ơi là bởi vì covid 19 uống paclovid vào là chỉ trị covid 19 mà thôi và khi trị rồi có vẻ như nó diệt luôn cả cái immunity và vì lý do đó cho nên người ta dễ bị lại đó là những người Phọng đồ ăn bên ngoài. Những kẻ ngu dốt như tôi. Đồ ăn là như vậy. Hoặc là những người khác họ cũng đồ ăn như vậy. Nhưng mà không ai giảm chắc. Dạ. Dĩ nhiên là Tổng thống là phải thử nghiệm COVID bằng... Ngày CPR. nào cũng làm anh. CPR, chứ không dạ, phải là nào cái CPR. abort. Dạ, dạ. Nhanh. PCR. Dạ. Dạ, cái là dạ, PCR. Dạ. 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 Chỉ có ông ông ông, ông Trâm thôi. Ông tâm ngày ông sắp sửa bị dương tính. Thì người ta, ông lên phi cơ người ta báo cáo rằng này tổng thống dương tính rồi kêu ông xuống đi <laughs> cái tránh bác ông ông bảo là không sao bây giờ thử thêm một cái test nữa coi thử âm tính hay không tại vì nó có nhiều loại test pcr và một và nhiều loại thành ra họ thử thêm lần thứ hai họ thử lần thứ hai thì họ nói ồ âm tính thế thì như vậy, cái trước đó là không phải à, nhưng mà cái thứ ba khi về nhà thử lại thì nó lại phải thành ra đó là những cái thủ thuật người ta qua đường à, bây giờ đây thì tình hình nó không đến nổi mà nguy cấp như vậy cho nên người ta thực tha hơn. Yeah. <laughs> <laughs> liên quan tới uh, thiên tai cháy rừng tại California cho đến giờ phút này đã đã bớt hoành hành chưa và tình trạng lũ lụt tại Kentucky ra sao kìa. Giờ thưa anh cháy rừng người cái thiên tai cháy rừng này nó vẫn hoành hành mạnh và đó là cái lý do tại sao mà uh, sáng nay tôi dậy trễ một chút mà tôi thấy cái tin này phải nói rằng là hết sức là mới và phải update đó tức là nó vẫn là đang còn rất là mạnh và nó mới đây thôi. À, bởi vậy cho nên cái tình hình ở cali nó đặc biệt và nó trong khi cháy rừng đã mạnh như vậy rồi thì nước mỹ nó rộng lớn một cái vùng khác ở kentucky là cũng xá xôi uh cách Cali không biết bao nhiêu mà kệ lại luộc lội và luộc tới mấy ngày liền càng ngày càng dậy và số người chết đến cả trên hai chục người và cái cháy rừng ở kali lại còn người ta sợ rồi sẽ còn cháy nữa chứ không phải là đâu bởi vì sấm chớp vẫn còn nhiều và chính là cái sấm chớp nó gây ra cái vụ cháy rừng mới nhất này khi chậm rớp nó gây ra lửa xẹt và nó làm cho uh, những cái khu vực khô cằn nó cháy lên. Ở Texas một vài quận ở những cái khu vực khô mà hạn hán thì đã có những cái lệnh tự nguyện không nên coi như là đốt lửa trại hoặc yeah. là đốt lửa ngoài sân. Tại vì sẽ có cái rủi ro về gây ra hỏa hoạn rất là cao. Các bản tin đặc biệt liên quan tới đời sống của chúng ta đó là một cái kính đeo mắt thông minh. Nó giúp cho người Điếc có thể đọc được mà mình nghe được giọng nói luôn. Tức là cầm thường đi đối với Điếc. Dạ yeah, vâng. Hãng nào làm ra cái kính thông minh tài tình vậy Dạ thì một cái hãng Họ có cái tên cũng bình thường thôi à, Nhưng mà phải nói rằng à, Dĩ nhiên cái chuyện Mà đội tiếng nói Thành ra đội tiếng nói thành ra chữ viết Là cái chuyện bình thường Close caption à, Quý vị đã thấy trên màn ảnh truyền hình Close caption Tức là khi người ta nói nó hiện ra cái chữ màu đen ở dưới Đó là close caption Thế thì họ có thể biến một cái máy rất nhỏ như vậy bằng một cách nào đó người ta không biết có thể là bằng một cái bộ phận khác đeo ở trong người chẳng hạn hay là nó làm nhỏ đến nỗi có thể giấu trong cái gọng kính khi người ta nghe được cái tiếng nói thì nó sẽ biết được rằng là cái chữ viết của tiếng nói đó như thế nào và họ chịu lên trên cái mặt kính dĩ nhiên cái người này họ sẽ đeo một cái mặt kính màu đen mặc kính màu đen để có thể hiện đến chữ. Nó dễ dàng hơn. Và họ đồng thời họ nhìn thấy. Nhưng mà cũng nhìn thấy chữ viết ở trên đó. Ờ, cái chữ viết này phải nói rằng rất là cần. Và rất là sát. Cho nên chữ phải rất là nhỏ. Thì dĩ nhiên cái chuyện gì cũng vậy. Người ta có những cái thủ thuật. Và có những cái kỹ thuật mới. Mà nếu không ở trong cuộc. Thì nói cũng không hiểu. Và mọi việc. Để nhưng mà phải biết rằng. Nó có. Và người ta đã làm được. Cho nên cái người mà bị cầm. Và cái người điếc đó rồi đó. Họ. Mắt họ không có mù Cho nên họ mới nhìn được Cái chữ Việt Và họ nói lại được liền Và nếu như họ chỉ có điếc mà không câm Thì họ nói lại được yeah. Thế giới văn minh yeah. Con người Thưa anh, có thể làm được Những cái thứ mà các cuộc nghiên cứu Anh cứ để chiến tranh Ukraine mình. anh việc Có thể xảy ra được Thì cái gì cũng có thể xảy ra được Thế thôi Nhưng mà phải có chiến tranh Thì mới có hòa bình chứ anh Giờ phải có chiến tranh Thì mới có thể tránh được nàng nhân mạng Thì đúng hơn <laughs> Thưa quý vị, một tin liên quan tới đời sống của chúng ta nữa Trước khi chúng tôi điểm qua một số các tin liên quan tới trong nước Tức là phần tin Việt Nam Đánh răng được cho là một bí quyết, một cái chìa khóa để giúp cho chúng ta sống lâu Lý do tại sao? Thưa anh, lý do duy nhất và cần thiết nhất đó là cái cửa ngọ của bệnh tật yeah. à, Có người nói uh, kín mít <laughs> Chỉ có một cái nơi mà đi sâu vào trong lục vụ ngũ tàn Và đi theo một cái con đường mục tiêu đó là miệng của mình mà thôi còn ở phía dưới hồ môn thì dĩ nhiên cái đường đó nó ngược nó hơi khó và nó luôn luôn kín không có thể nào xâm nhập được nhưng mà cái miệng là nơi xâm nhập của mọi thứ vi trùng rất là dễ dàng cho nên thường đánh răng và thường xúc viện thì làm cho người ta diệt được cái vi trùng đi vào trong cơ thể cho nên nó tránh được rất là nhiều bệnh tật đặc biệt nhất là những bệnh tim À, những cái bởi vì cái miệng nó cũng gần quả tim nó đi vào rất là dễ và nhất là thưa quý vị à, cái miệng của mình nó rất là nhiều vi trùng mà nó đóng ở đâu nó đóng ở giữa những cái răng à, cho nên phải giữ gìn răng miệng cho sạch mà cái cách sạch nhất không phải là xịa răng bằng cái xịa tâm như mình vẫn xịa bởi vì cái tâm nó nó quá to người ta phải xịa răng bằng sợi chỉ mà thôi và sợi chỉ đó là một trong những cái phương pháp Ờ à, hiểu nghiệm nhất ở Nhiều người thấy rằng xài sợi chỉ rất khó Họ ưa xài sợi chỉ mà người ta làm nhỏ lại từng cái miệng Như cái tấm xìa răng và xìa bằng sợi chỉ ở tôi Nhưng mà tôi thì tôi lại ưa cái sợi chỉ dài như vậy Và sợi chỉ dài như vậy thường nó rất là mắc Họ bán hai gia mà cũng tới hai đồng Nhưng mà có những công ty họ bán 100 gia. Tức là dài bằng cái sắt vào đồng Mỹ Mà cũng có 4 năm đồng mà thôi cho nên nó rất là tiền lợi cho con người khi mà xài sợi chỉ đó. Và cái thứ hai nữa là súc miệng bằng cái gì? Người ta bán rất nhiều thuốc súc miệng ở trên cõi đời này. Thuốc súc miệng nào cũng có anh côn hết Và cái thuốc súc miệng đó nó mắc vô cùng. Nhưng người ta không ai biết rằng có một loại thuốc súc miệng rất là rẻ. Mà người nào cũng xài được. Đó là Ooxygenate. Tức là nước oxy già Mà với cường độ của nó là 1.5%. Thuốc oxy già bán ở bên ngoài cường độ của nó là 3%. Nếu chúng ta mua về chúng ta pha thêm một nửa thì còn là một chấm rưỡi phần trăm nhưng mà chúng tôi không bỏ đạm rằng nếu quý vị pha cho sạch sẽ thì chúng tôi không dám nói nhưng mà nếu quý vị nói với nha sĩ họ có thể pha cho quý vị cái thuốc đó và rất là dễ dàng và quý vị súc miệng hàng ngày bằng nước oxy già một chấm rưỡi phần trăm cái này nó mới phát minh ra nó mới tìm ra từ cái thời covid 19 người ta mới đưa ra cái chuyện này bởi vì nó rẻ quá so với những thứ thuốc súc miệng hiện nay trên thị trường nó hết sức là mắc và Điều quan trọng nhất, những người hay uống cà phê như tôi, thưa anh, nó trắng răng vô cùng, bởi vì nó oxy già. Nó cũng có những cái tin bên lề cũng khá là thú vị liên quan tới cái vấn đề y khoa thưởng thức để bảo vệ, làm sạch răng miệng. Thứ nhất, đó, về cái sợi chỉ, nó gọi cái Delta Floss, dạ. như anh Cơ vừa mới nhắc. Có nhiều người biết là nó giúp, nhưng mà họ hơi khó chịu dạ. bởi vì... Đứng trước gương để mà soi mình mới dạ, nhìn nó, thấy. Nó hơi khó khăn nhưng được. mà thứ anh việc gì cũng làm được. Không phải đúng? là khó cái yeah. động tác. Yeah. Nhưng mà khi mình kéo nó ra nó băng cái dơ trong răng dính vào trên cái kính. Thì mình nó Lại kính. phải chùi yeah. thì đó là gây ra một cái sự khó chịu cho thưa những anh, người dùng. người anh chỉ có lần đầu tiên thôi. Đã có tin là như vậy đó. những tin dạ, là... Đó là những lần đầu tiên thôi. Những lần sau rất là sạch. Cái thuốc nước để mà xúc miệng. Thường nó có cái à, độ cồn. Yeah. được độ cồn cái máy thử nghiệm của cảnh sát cũng đã bị nhiều lần bị lừa, yeah, đúng rồi. không đi tách được, yes, sir. là cái đó nồng độ rượu hay là cồn yeah. yeah. cho nên cũng đã bị thư kiện tùm lum, yeah. thì đó là một trong những cái tin bên lẻ liên yeah. quan tới cái Nhưng vấn mà đề cái mà Nhưng mà cái sự trị đó nó, nó ghê gớm nó sự trị của nó là, tôi tôi cho rằng là nó đau dễ dàng và nó không có cái gì nguy hiểm hết mà nhất là À, con người mình mà khi mà còn sợi chị tôi thú thực với anh tôi chỉ biết sợi chị từ khi tôi vượt biết được và ở trên đảo thì người Mỹ đến dạy cho tôi về sinh rắn miệt đó lần đầu tiên tôi biết về sợi chị năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và tôi sai sợi chị cho tới bây giờ từ cái năm đó đến bây giờ tôi không hề bị thêm những cái chuyện gì mới về bệnh răng miệng anh tị vợ tôi không lấy tiền được của tôi hàng vợ yêu không lấy tiền được của tôi <laughs> các cụ hay dạy là răng với tóc là góc con người mà hầu như tất cả những cái phòng nha khoa đều quảng cáo là răng có đẹp thì cười mới tươi dạ. Yeah. anh thử ra nhưng mà hai ngón tay mình khéo lắm anh mình khéo tay là mình làm được đừng có sờ chuyện hai bàn tay hai bàn tay mình nó rất là good anh thấy cái hiệu quả hai bàn tay nó good trên cơ thể mình khắp nơi chứ không phải chỉ cái miền mình mà thôi anh tại vì anh cái cái gọi là <laughs> cái nhận thức về vệ sinh thưởng thức và y khoa thưởng thức của anh nó cao anh chịu khó còn đối với những người lười và cho rằng cái chuyện đó nó không quan trọng đối với họ có thể là họ không nhận thức được những cái như anh nói nó vào cửa miệng nó đi vào cơ thể mình dạ. bằng cái miệng bằng cái miệng cho nên họ lơ là trong cái việc đó dạ. khó khăn là tạm thời ăn thuận lời là cơ bản <cười> <cười> như là nhắc tới cái câu về của xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì mình chuyển qua tiếng Việt Nam tại sao nhiều người dân ở Sài Gòn và Hà Nội có cái được gọi là thu nhập khủng tức là lớn đó, từ người trong hàng kép nguyên văn từ Google Facebook và YouTube họ làm cái gì trên những cái trang mạng này mà họ kiếm tiền nhiều như vậy. Thứ anh là uh, Google họ có quảng cáo tức là khi quý vị làm một cái video clip là uh, trên Google hoặc trên YouTube hoặc là trên Facebook là ba công ty vẫn thường trả tiền cho tất cả những video clip quý vị gửi đến họ mà uh, thường thường nó có một cái account của tất cả những cái người mà những vị coi như là member uh, của ba công ty nói trên thì member họ có quyền gửi bất cứ cái gì họ muốn họ gửi như vậy thôi nhưng mà nếu như họ làm cho người ta coi được và người ta coi nhiều thì Google sẽ lấy tiền quảng cáo bởi vì nếu có cái nào nhiều người coi thì Google sẽ bỏ quảng cáo lên và họ bỏ nhiều hay ít là tùy theo họ thấy rằng là người đó đặt hàng hay không đặt hàng và những cái video clip đặt hàng là những video clip nào thưa cái vị người Việt Nam hết sức là tinh khâu những đó là những video clip đồ danh. Thường là họ có tính cách khiêu dâm mà họ đồ danh uh, lên thành ra những cái clip hết sức là thông thường. Nhưng mà thỉnh thoảng có vài chuyện vui ở trong đó. nhiều chuyện kêu người về tình dục là những cái video clip rất được nhiều người coi. Và thưa quý vị, 100 triệu dân Việt Nam bây giờ ít ra còn phải có là 50 triệu người thích cái Youtube. Và thích những cái chuyện coi, những cái chuyện như vậy. Cho nên cái đó là một cái chuyện mà rất dễ lấy tiền trên Google, trên uh, Facebook trên thức ăn trên cả uh, youtube thành ra nhiều người việt nam họ lấy tiền nhiều như vậy nhưng ở việt nam thì không từ một phương tiện nào để lấy thuế và do đó bây giờ họ mới tìm ra là Hồ, những cái thằng cha đó nhiều tiền quá bởi vì nó phải lấy người ta phải lấy tiền từ đó đi qua cửa ngõ chính phủ cho nên anh không có tránh được anh phải nộp lại thuế cho chính phủ đó là cái lý do hiện nay nhưng mà người ta dùng cái tiền khúc Chữ cốc đây có nghĩa là Ghê gớm nhiều đến nỗi mà Không ai ngờ rằng là Hơn cả kinh doanh VinFast nữa thưa anh Cái đó hơi quá Thua VinFast là hơi quá à, Cảm Nhưng mà anh. tôi hỏi anh nè Tôi biết anh có cao Facebook Cho tới giờ phút này anh có bao nhiêu người Theo dõi anh trên Facebook Dạ thưa anh tôi không để ý chuyện đó thưa anh không Tôi chỉ ý. làm lên để cho nó vui với bạn bè okay. à, Vua vui cũng được Anh có mở account dạ? của Youtube không Dạ tôi cũng có account trên Youtube dạ, cô... Cái đó là đương nhiên khi anh có Google Bởi vì Google làm chủ Youtube Cho nên khi anh có Google Đương nhiên anh có account trên Youtube à, dạ. Anh đưa lên Youtube của riêng anh những cái gì? Dạ tôi ít khi đưa lắm Trừ khi tôi có một những cái chuyện gì vui Mà tôi thấy rằng là uh, Tôi copy được từ Youtube và người khác tôi với link nó qua Mà thôi cho tôi à. ít khi làm ra được Youtube Bởi vì tôi còn non kém về kỹ thuật lắm. Không được rồi Bây giờ tôi, 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 tôi gợi ý cho anh nè Anh... Làm lại cái cách để mà làm răng sạch bằng cái sợi chỉ anh đưa lên đó Chắc chắn sẽ có các cụ hoặc một số người sẽ hỏi Làm sao sử dụng cái đó mà nó không bắn lên trên cái mặt kính để mình phải chùi lại lần nữa Bảo đảm sẽ có nhiều người theo Vâng, anh ý kiến rất hay Tôi Đà. sẽ về liên lạc thứ Thử nhất là với anh Cường <laughs> Thứ hai là với vợ tôi để kiếm thêm oh, được những, những cách phải làm. qua qua <laughs> tay anh cường kỹ thuật nữa như vậy anh không anh anh không chơi nhiên, anh youtube không được sao? Tại sao mà cảnh sát được kỹ thuật hết? Bởi vì sao khoa học kỹ thuật là thế anh <laughs> Lý do Tây Ban Nha không chấp nhận cái passport mẫu mới của bọn việt cộng ở trong nước đó là bởi vì không ghi nơi xanh ngày xanh tháng đẻ thì có nhưng mà nơi xanh không ghi chỉ ghi là xuất xứ từ Việt Nam thôi Tại sao vậy? Thưa anh cái vụ này nó rất rối là vì như thế này ờ, Việt Cộng nữa hay là Việt Nam Cộng sản hay là cái gọi là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Họ rất là bạo thủ Tức là họ làm sai, họ không nhận là sai Nhất là những người có quyền mà người đó là công an Thế thì công an họ làm sai cái vụ này Họ nghĩ rằng là không cần uh, nơi sinh uh, Bởi vì chỉ cần cái khác là ngay như họ Họ đã kiếm soát được người ta không cần nơi sinh cho nên họ nghĩ rằng là không cần nơi sinh Thế thì quốc tế khớp nghĩ như vậy và nước Đức là nước đầu tiên khám phá ra rằng Việt Nam làm cái passport mới cấp ngày mùng 1 tháng 7 năm vừa rồi đây 2022 mà không có nơi sinh họ phạt đối và họ cho rằng là không hợp lệ bởi vì sao? Ví dụ như nơi sinh lớn lần tức là lúc đầu thì có một ít nhất là 10 chỗ London từ luân đôn nước anh cho tới luân đôn bồ đào nha cho tới có thể có luân đôn trên nước mỹ nữa cũng có thể có cho nên phải ghi thêm chữ luân đôn và cái quốc gia đó nữa thành ra điều đó họ thấy cần thiết và việt nam thứ nhất là họ vô ý thứ hai là vì họ ngu dốt họ như người design, họ nghĩ rằng là không cần nơi sinh họ ngu dốt như vậy và họ nghĩ ra rồi và đến khi họ bị phạt đối thì họ sửa lại như thế nào họ đưa ra một thông cáo là dân chúng passport cái loài đó ngay đó ngay kia bây giờ đây phải lập đơn xác nhận nơi sinh để họ cấp cho cái giấy thứ hai xác nhận là nơi sinh họ không thừa nhận là sai họ nói rằng họ sót và người ta phải lập đơn thì họ mới cho một cái giấy thứ hai nhưng mà họ quên rằng ngoài quốc người ta chỉ cần tất cả trên một tờ giấy họ không cần tất cả trên hai tờ giấy cái đó nó gây ra phiền tỏa cho người ngoài quốc và người việt nam không có giá trị gì trên thị trường quốc tế cả chỉ còn càng tốt ăn Việt Nam có giá trị với nhân dân Việt Nam mà thôi nó có một cái lấn cấn anh cơ và thưa quý vị đối với lại các nước là thành viên của cái khối cái hiệp ước Schengen dạ. đi qua lại không cần phải giấy hết ở dạ. liên hiệp Âu Châu thì mới bị coi như là không có đồng ý với cái passport mẫu mới của Việt Nam mà thôi nhưng đối với lại các quốc gia khác không nằm trong thành viên của khối Schengen thì vẫn sử dụng được Thưa anh, đó là họ chưa biết thôi. Một ngày nào đó người ta đi đứng nhiều thì tự nhiên họ phải lôi ra cái chuyện đó và đó là cái chuyện mà không thể nào tránh được tại vì sen trên nước đức là nơi có rất nhiều người việt nam đi trước rồi họ đi qua âu châu là cái chuyện họ có cơ sở bên châu âu bên các nước tây âu Đức đức hay là hòa la ba lan gì vân vân họ nhiều cho nên họ người ta khám phá ra ngay còn các nước khác thì thưa anh chỉ có trời việt Trường Đại Kinh tế tại thủ đô Hà Nội tự mình thay đổi các kiểu áo thụng mặc trong ngày tốt nghiệp. Mình mặc áo thụng vái nhau đi anh cơ. Hả? Dạ đúng rồi, họ mặc ừ. áo thụng để vái nhau. Vái nhau. À, thưa anh và thưa quý vị, đâu cũng có trường đại học, đâu cũng có áo thụng khi mà tốt nghiệp, ở sinh viên tốt nghiệp đều có áo thụng hết. Thì áo thụng nó giống nhau, mọi thứ. Rồi khoa trường nó có chức vụ khoa trường nó mặc hơi khác. Và viên trưởng mặc hơi khác một chút, viên trường mà có bằng này bằng kia thì lại mặc hơi khác những người khác ở cái khăn quàng hoặc là ở cái nón tất cả đều nó có quy luật quốc tế à, riêng nước ta thì à, nước ta cứ nghĩ rằng là ồ oh, họ không nghĩ rằng là có quy luật quốc tế họ chỉ nghĩ rằng là tự ý làm thi được và vì vậy trường đại học luật khoa là một trong những cái trường đại học của Hà Nội ở hệ thống đại học Hà Nội nó có nhiều trường trong đó có trường luật khoa, trường này ông khoa trường mới nghĩ ra một cách rằng ăn mặc như vậy không đẹp, bây giờ phải bận cho đẹp hơn. Họ không nghĩ đến chuyện là giáo dục phải tốt hơn hay là bài vợ phải hay hơn, họ chưa nghĩ tới nhưng mà họ nghĩ đã trước là ăn mặc phải cho đẹp. Và ông này à, mặc trường, à, mặc áo quần đẹp rồi, cầm theo một cái gậy nữa làm như rằng là... À, xếp xong như vậy rồi à, đội vụ mới rồi những cái người đi theo cũng ăn mặc y như vậy và họ hát diện vì họ làm ra được một cái việc mới nhưng mà họ quên rằng cái quan trọng nhất là chương trình giáo dục của họ liệu rằng là có được cạnh tranh với quốc tế hay là không vì họ là chỉ là những người mua bằng cấp cho nên họ coi thường mọi chuyện họ chỉ thấy cái bằng cấp cái ảo quần là quan trọng và nhất là việt nam chỉ vì cái chữ ảo thùng vãi nhau mà họ thay cái ảo thùng thứ anh tôi có như vậy mà thôi đúng tôi dạ. đồng ý với nhận xét của anh tôi nhìn trên cái bức hình minh họa đó nhìn thấy chóe lắm Thứ nhất, cái dây xích <laughs> đeo không khác gì là những ca sĩ nhạc rap của Mỹ đeo còn cái trượng cầm ở trên tay đó nó giống như là một vị giáo sĩ hơn là một vị thạc sĩ hoặc là một vị coi như là có một cái khác học. nữa là mấy ừ. ông sư rất ở là tréo mà đội dạ. cái mũ đó, dạ. đó cũng là dạ. cái dạ. mũ của Đội đinhô bây giờ cũng đội nón đội đặc biệt lắm chẳng thà vinh quy bái tổ thời xưa mấy ông quan nho đội mũ cánh chuồn mặc áo the áo thục là cái mà đó có v... quy luật của rồi, nhà nước đúng rồi đúng nhìn nó lại hay dạ. có cái này nhìn nó vừa cải lương Tôi xin lỗi phải dùng cái chữ đó Mà nó chế lắm Không thể nào chắc nhận được Nhưng mà quan được. trọng nhất là từ họ nghĩ ra Chứ không phải là sách lược của nhân nước Rồi yeah. đồng ý Bởi vậy Một tin nữa Nãy giờ mình chưa nhắc tới Đó là cái vụ Trên 100 những tín đồ Theo giáo sĩ Sader Chiếm trụ sở quốc hội Iraq Đây cũng là cái bản tin quan trọng Dạ bản đi này quan trọng là chị dạ. vì như thế này à, Iraq là một cái nước mà à, Hiện nay à, cái đạo Hồi giáo là độ chính Và cái người mà thú lạnh Hiện giờ đang còn sống đó là ông Sát Ông này thì nội tiếng từ cái thời Mà ông con đưa quân vào trong Iraq Cho đến bây giờ Tức là mọi thứ chuyện Bush bố cũng vậy Đi vào đó là có ông Sát rồi Và bây giờ ông này vẫn còn sống Và cái tôn giáo ông rất mạnh Mạnh đến nỗi rằng mạnh nhưng mà không đủ đa số Cho nên chức thủ tướng Nó nằm trong tay người khác Chứ không phải nằm phải trong Sanny. tay Ông này ừ, là theo CIA dạ. đã từng bị đi lưu vong ở Iran, yeah. một thời gian ngắn. Ông này yeah. là người, ông này là người không, ông này có, có ông không biết ông là người CIA. ông không biết ông là người nào. Yeah. Nhưng mà ông này đó là cái người chống lại những cái người mà hiện nay đang làm thủ tướng yeah. và đang có phiếu bầu làm thủ tướng. Những người này là theo Iran, à, thành ra ông đây là không muốn đi theo Iran và ông không muốn thì làm sao? Ông làm giống như là mọi người khác trên thế giới, tức là chiếm quốc hội và Ờ, ở đây có một người chiếm quốc hội mà tôi cũng dám nói chiếm <laughs> quốc hội và làm ồn gà và hiện nay đang ở trong quốc hội để được bầu rằng là tiếp tục thay đổi thủ tướng theo cái người cũ chứ không theo người mới thế đó là cái chuyện bên lề của Iran thôi tôi không dám làm bàn qua chuyện của Hoa Kỳ thứ nhất à, cái người ở đây đâu có chiếm được quốc hội anh xâm nhập quốc hội bất hợp pháp thôi vì thì lý tưởng riêng thì anh đã tới uh, uh, bàn ghế bài Pelosi thì rồi mời. anh, yeah anh vâng. ngồi gác chân chịu ngủ đến đó chứ khỏe vừa đâu cho thỏa chí tăng bồng dạ. thỏa mãn cái gọi như là cái, cái 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 riêng về cái chính kiến chính trị quan điểm lập trường của mình là thôi đến đây thì chương trình chào bình minh của chúng tôi Việt TV Radio với Phạm Cơ và Vũ Kiểm chương trình sáng thứ hai ngày đầu của tháng ta cũng sẽ được kết thúc một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại đã kiểm trợ cho đài và chào tạm biệt Vũ Kiểm. Vinashop 1855 855 5888 1855 855 5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình Vinashoptv.com 1855 855 5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè Một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855-855-5888 Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali Điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069 Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn Điện thoại 1888-880-8345 Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.